Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Xin chúc các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái bản test đầu Việt Ca DA9 Plus. Thì một ngày em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khách hàng hỏi đến là cái đầu giải mã này về có ra gì hay không, nó có cải thiện hay không. Đấy, thì em khẳng định với các bác và anh em, khi có cái đầu giải mã này vào thì âm thanh nó sẽ thay đổi rất nhiều và nó sẽ rất hữu ích cho bác và anh em trong việc nghe nhạc và hát karaoke, vì nó có chiếc điều khiển này các bác nhé. Chiếc điều khiển này các bác và anh em có thể là tăng giảm âm lượng bát chép đấy cho đầu giải mã đấy, và có thể là tăng giảm âm lượng cho cái đầu giải mã này được. Thì nó hơn hẳn những cái bộ chuyển đổi quang. Bộ chuyển đổi quang thì nó chỉ có duy nhất nhiệm vụ là chuyển đổi từ quang ra bù sen, tức là chuyển đổi từ audio sang analog. Thì cái đầu giải mã này nó sẽ giải mã được thiết bị như là cổng quang Bluetooth và cổng AUX các bác nhá, và cả Bluetooth cả USB nữa. Thì em sẽ thử chạy nhạc có dây. Đấy, thử chạy nhạc có dây, tức là nhạc từ điện thoại này sẽ vào con vang X và sẽ ra đẩy vào ra loa. Sau đó thì em sẽ dùng Bluetooth để kết nối với đầu giải mã và nó sẽ vào con vang và sẽ ra đẩy vào ra loa, để các bác và anh em cảm nhận là xem có đầu giải mã này vào nó có thay đổi hay không các bác nhé. Không nhiều các bác và anh em cứ nghe theo lời quảng cáo là con này nó siêu thế nọ hay là tốt thế nọ thế kia, thì nói chung là cái gì thì cái, bán hàng nói nó phải thực tế các bác nhé. Thì cái đầu giải mã đến ngày hôm nay là em bán ra là gần 400 chiếc đầu giải mã rồi các bác ạ, gần 400 chiếc đầu giải mã rồi. Thì mong muốn em lên một cái video này nói về cái đầu giải mã, thì trong gần 400 bác mua cái đầu giải mã này, comment đánh giá sản phẩm đầu giải mã này cho em với giá tiền là 650.000 không bao ship các bác nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ sử dụng điện thoại này, cái điện thoại này đưa thẳng tín hiệu nhạc vào con vang và sẽ ra loa các bác nhé, để các bác và anh em cảm nhận là nghe nhạc có dây đã. Đấy, thì tí em sẽ có bản test là nghe nhạc không dây các bác nhé. Và bây giờ em sẽ lên nhạc. Đây, em sẽ cho cái bài hòa tấu này về ban đầu và em sẽ đưa nhạc lên. Các bác và anh em để ý đây, cái nhạc mà em chạy từ điện thoại trực tiếp vào loa thì âm lượng của đường nhạc em để 60 các bác nhá. Âm lượng của nhạc em để 60. Đấy, và bây giờ em sẽ cho nó về 0. Cho nó về 0 và em sẽ thay đổi tín hiệu đầu vào. Tức là bây giờ em sẽ cắm tín hiệu từ đầu giải mã. Đây là cái dây từ đầu giải mã sẽ đưa vào cổng in của con vang X này các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tút cái dây này ra, tút cái dây từ điện thoại này ra. Đấy, và bây giờ em sẽ dùng điều khiển em chuyển đổi cái đầu giải mã là sang chế độ Bluetooth. Đấy, bây giờ cái đèn Bluetooth nó sẽ sáng và điện thoại của em đã kết nối với đầu giải mã Việt Ca DA9 các bác nhá. Và bây giờ em sẽ mở nhạc cho lại từ đầu cái bản nhạc đó. Đấy, và em sẽ lên để các bác và em cảm nhận.
sắc nét hơn rất nhiều không? Mà vừa nãy em chạy nhạc có dây các bác nhá, có dây thì âm lượng của nó em phải lên đến 60. Đấy, còn khi chạy qua đầu giải mã, âm lượng con vang em chỉ đạt đến 50 mà nó nghe phải nói là rất chi tiết và mạch lạc các bác nhá. Đấy, tiếng nhạc nó đánh rất chi tiết và mạch lạc. Thì các bác và anh em nghe qua điện thoại thì em đoán chắc các bác và anh em sẽ cảm nhận được điều đó đúng không ạ? Nên các bác và anh em nếu mà quyết định mua cái đầu giải mã này, các bác và anh em chỉ cần xem cái video này của em, xong các bác và anh em quyết định mua nó hay không các bác nhá. Chứ còn bây giờ các bác và anh em cứ gọi điện đến cho em là hỏi là con này nó có ra gì hay không, nó có cải thiện tốt hơn hay không, thì đương nhiên người bán hàng bao giờ người ta cũng nói là sản phẩm của người ta tốt, người ta hay thì mới bán được hàng đúng không ạ? Thì cái mặt hàng này thì là cái mặt hàng mà em đã phải nói là tuyển chọn rồi, mà em đã tìm kiếm để em bán cho bác và anh em, thì nó phải là sản phẩm rất tốt các bác nhá, rất tốt và rất hay. Đấy, và mong muốn sau cái video này gần 400 các bác và anh em đang dùng cái đầu giải mã của bên em, thì các bác và anh em cứ mạnh dạn comment ở dưới đánh giá sản phẩm này giúp em. Đấy, mong muốn của em là vậy. Đấy, thì các bác và anh em nếu mà có nhu cầu về cái đầu giải mã Việt Ca DA9 Plus này thì các bác và anh em nhấc máy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Sang Audio theo số điện thoại là 0979987696. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác.